Hi, welcome back to my channel. Thì hôm nay mình sẽ đi dự lễ tốt nghiệp cấp 3 của em mình. Mọi người hãy theo chân mình để xem lễ tốt nghiệp cấp 3 ở bên này diễn ra như thế nào nha. Thì trước khi đến lễ tốt nghiệp thì mình có tạt ngang một cửa hàng bán bông. Thì mình vô đây mình lựa một bó bông xinh đẹp, đáng yêu cho em gái mình. Nhưng mà hình như em mình không có thích bông mấy. Nhưng mà thôi kệ đi, ý là mình tặng gì mình thích thôi. Thật sự thì mình thấy xung quanh còn có nhiều bó bông khác đẹp hơn cái bó bông này nhiều mọi người, thật sự luôn. Nhưng mà không hiểu sao á, em mình không có lựa. Cái nó lựa bó bông này đơn giản là gì, trên bó bông nó có cái nón tốt nghiệp. Xong rồi nó kêu là mua cho em đi, rồi thế là bó bông này đã được chọn. Chúc mừng bạn. Ok, giờ thì đi tính tiền thôi. Thì đây là nơi sẽ diễn ra lễ tốt nghiệp của em mình. Ủa vô đây hả? Ở đây hả? Ôi chắc nực lắm á. Y phục cô gái. Ghê quá à, người ta cũng ngồi trắng rồi. Ủa có sao? Hả? Xin gái liền. Mặc vô chung với bạn đi. Mặc vô chung với mấy bạn đi. Mình coi nữa. Mấy cái thiệt. Đây mấy bạn kìa kìa, đi vô đó kìa. Đi vô 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 chỗ đó kìa. Đặt vô xong đại đón lên cho giống mấy bạn, không có cầm đi đi. Rồi đi vô. Ủa tao có được vô không? Hả? À, có được vô không? Hay là xin chân. Đi vô. Hả? Được rồi, xin. Xin mà, xin mà. Xin. Ghê hoài anh. Xin mà. Nãy mình tưởng diễn ra ngoài kia thì mình la nắng sùm. Nhưng mà ai có về thì là đi vô thêm một xíu nữa là diễn ra ở đây nè mọi người. Thì có mái hiên, mái che, đồ mát mẻ. Ở khúc này phụ huynh vô hết rồi nhưng mà học sinh vẫn chưa được tập vật xong. Vẫn còn tập vợt và tập vợt nha mọi người. Thì khúc này mình tranh thủ mình dò sóng em mình coi coi, mình tìm coi coi nó ngồi ở đâu mọi người. Thì cuối cùng mình cũng đã đìa được, biết được chị ấy ngồi đâu rồi. Ok, thì khúc này là nhà trường cho học sinh đi vô trong, vô sau cánh rèm hết để chuẩn bị bắt đầu lễ thôi. Thì sau khi học sinh vào hết rèm thì lễ sẽ bắt đầu ngay sau đó. Thank you.
Trước khúc này, sau khi khúc chào cờ xong mọi người thì là có những bài phát biểu nữa do phó hiệu trưởng hay là hiệu trưởng của trường sẽ lên phát biểu, rồi những học sinh xuất sắc cũng sẽ lên phát biểu đó mọi người. Nhưng mà mình đã quên mất, do bài này hát hay quá nên mình đã sực nhớ lại, giờ mình đố ngay cho mọi người xem. GPA of
Đây. Học sinh giỏi nhất trường thanh niên này. Mì ngầm ra đông quá, cũng không biết ra cổng nào luôn. Cô gái ấy nào đông rồi mọi chúc mừng chị Mì ngầm tốt nghiệp. Yeah, are you happy now? Làm vậy. Right of high school. Khi nào thì mới tới được mình tốt nghiệp đây?
Khi nào em mới tới mình tốt nghiệp đây? Nghe giải kìa. Quyết định năm sau. Năm nay chứ. Thì sau khi mà lễ tốt nghiệp kết thúc thì em mình đã đi chơi với lại đám bạn của nó. Sau đó thì chiều về thì bọn mình đã quyết định đi ăn mừng ở nhà hàng này. Rồi chiếc hai má. Hey. Hi. Can we get table for two? Two? Yeah. Để quay cho mọi người coi này. Quên xe. Đây, tên ngành đâu? Tên ngành đâu? Đây. Huỳnh Ngân. Say hi. Say hi. Đẹp thiệt mà. Đẹp. Nè. Hôm nay là nhớ này nè. Wow. Mặt chị hứng khởi lắm. Chân dung cô gái ngồi chờ đợi món chính mà làm khùng làm điên nè mọi người. Ok thì giờ ăn đến rồi, ăn thôi.
do là em mình ăn không hết nên tụi mình đã xin họp để gói về, còn mình thì chỉ còn một ít thôi nên mình sẽ giải quyết hết. Ủa chúng ta từng yêu nhau vậy mà. Thôi đi về, đi về. Let's go. Về 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 Hàm. Về về kia chứ. Về 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 kia. Ngủ vẫn đi đi ngủ thôi. Chị. Tới khúc đi tìm xe. Ok, bye bye mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye.